Xin chào ngày mới cả nhà. Sáng nay lên cây đa sớm á, tém được mấy con sóc á, giờ nó rớt tùm lum hết. Lát nữa vào lùm. Tại sóc nó vào thì mình phải tập trung để mình tém cả nhà. Thì mà cố gắng em lấy điện thoại ra quay nhưng mà nó khó lắm. Nhớ đâu. Khai quả đầu tiên này. Một em sóc đực. Trong cục rậm này hai em nữa, với một em hầu tối sợ đồng đại ca không có nhặt nữa, tổng cộng trong lùm rậm này ba em. Okay. Nữa. Lượm được ba em à. Lo lượm sóc ông lá nó cắn vô cái mỏ sung, lát nữa chắc sung như bánh bao luôn. Đây. Dữ hả? Lúc nãy vào lượm sóc á, mấy con ông lá nó phẫu thuật thẩm mỹ, nó xăm cho cái môi. Xăm môi dưới môi trên nó đỡ lại vô. Nhìn nó mớp méo. Wow. Giờ nhai không nấu nữa. Con này nó ra. Được rồi. To không? Ra nhiều hai tay cà pháo đây mà. Ôi, ứ nói không? Được. Cái bụng không? Cái bụng không? Ôi, con này ứ lái. Cái cái hả? Non là cái cái này ha. Cái. À. Ủa, to. Quá trời ơi đất. Kiếm lời phẩm sáng nay nè. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm em. Nói chung là không nhặt được hai em ạ. Tổng cộng là 7 nhưng mà lấy được 5 à. Quá ổn. 4 con sóc đực, 1 con sóc cái. Sóc này là già, già lắm không? Sóc này tầm 3 con là 1 kg cả nha. To lắm. Cứ 3 con ra là khoảng 1 kg. Cứng luôn. Nguyên cái nồi thịt còn nguyên này. Sáng nay cho thêm nửa trái đu đủ vào hầm cho nó mềm. Sáng nay có Vinh Thảo ghé chơi nữa nè. Cũng tình cờ luôn cả nha. Cái ảnh sáng nay ảnh đi thăm rẫy á, cũng gần gần bên khe suối này. Anh thấy chiếc xe máy của tụi em á, thành anh gọi. Tiện thì mấy anh em xuống ăn bữa cơm trưa, nghỉ mát trong rừng luôn. Thì lòng không? Thì lòng không?
đại tố thịt rừng rồi đó. Đại tố thịt rừng. Chín rồi, không bằng đầu gà. Chùa này bà thầy trò ngập mồm không? Nhìn son thịt kia. Mà niềm xó hai lũi thôi, còn chắc được một lũi rứ nữa. Đỡ dành lại, nhiều quá em cũng không hết. Chóc là khô hả? Chóc là khô ha. Nhìn cái lồng sâu rồi. Đúng quá. Cầm lồng được không? Hay là cứ đá bị tông ạ. Đây rồi. Khui nữa ai. Trời. Chúng xem. Trời ơi đó. Vuông. Mời cô chú nhà dùng bữa trưa với ba anh em. Mình làm trước á. Mời các bác đầu xa, đầu đưa đi rượu cậu cũng rót vô cậu rút miếng này. Đầu quá, kèm rượu. Đầu rừng rồi chứ. Cả nhà nha. À, đủ thơm rồi. Sao như đá vô. Rút rút nè. Đồ đó làm ly rượu trước, rô đa. Mời cả nhà ly. Ôi dù cái mỏ xong uống ly rượu lâu vô. Nó hẹp lỗ á. Không, làm em nghe cháu. Tiếm á, tự nhiên á. Tự nhiên á. Nhà không á. Sau trước khi tiếp mình làm ly. Em hỏi bộ khỏi vừa ăn đây mà. Cái bộ nhai cứng này làm ngay miếng dai ấy. Miếng dai vậy đưa anh. Ừ, của em, đuôi. Ồ, miếng này có mềm nè. Mềm hả? Mềm. Dạ, anh coi cái miếng nào dài, tự chọn á. Tự chọn, tự quốc miếng dài dài đây nè. Ừ. Dài chưa? Ồ, miếng này cũng mềm quá. Mềm hả? Sao xếp con này to mà ta. Em thịt đuôi vậy hả? Đây, miếng lỗ rồi. Mày xó lòm con à. Anh lòm mà nè. Có hàng dài nè. Anh phải dài, dài, anh nhai. Miếng đuôi đúng riêng anh ạ. Chưa. Vô cái. Vô, hai mai cho cháu ngoại cuối tuần. Ôi chú. Ừ ạ. Vô, giờ sao nhai nó đó. Chú uống nha. Chú uống nha. Nướng không? Nướng không? Nướng không? Nướng không? Một cái hồng nhai tốt. Mềm ạ. Mềm. Chua ngọt. Chua, giúp giúp mà. Gặp mơm, gặp mơm ạ. Gặp mơm ạ. Anh Thảo anh thích con sọc da. Dài ạ. Dạ, con này còn gấu à. Liên gấp mà. Bây giờ chưa biết nhất cái ăn nào. Khép giả nhai điều nó rình tốt, nhai thơm phải không? Thơm ạ. Xương rồi nhai dẻo dẻo không em? Cái ly hầu trọng bò cơm đây mình.
bỏ đi bóng ấy mình dứt cục lên đó. Dứt cục em nặng lo đó. Chô à đúng rồi, nặng nặng lên bỏ chúng ớt lên nữa ăn y luôn nha. Ừ. Ấu ấu ấy trời đi rầm rèn lên ạ. Mời, mình nhai rầu rầu đá. Bắt đùa này. Thằng này em rút cho dao, em nướng đi lên, vừa tán rồi này. Tiếp nha. Một mòn đã lâu của em nhìn cháu ăn mà mình cũng riêng ông cậu cũng riêng luôn mà hai buông xương luôn buông xương bổ sung những cá cá còn sống cá còn sống rớt vậy đó uống dữ không rớt rồi mà thấy là liên rồi hả. Không có gì mà tự có đó. Cố gắng không? Anh em mình chia sẻ vui. Chua tuyệt chiêu nha, cục cục nha. Rồi đi ngót quá hơn. Lửa ngót. Đây là cháu mầm tôm này anh. Ném mà. Chua vua vua. Chua ngọt không? Đúng nước đó. Tôm ạ. Cục thịt không à? Dạ. Mấy này chúng càng cua rồi ta, chúng cùng cua này hay quá. Chua này lột mà cỡ đây y bài đó. Rút xương à? Anh cục này ớn lắm ạ. Ớn luôn là. À thịt không à? Ngon vậy đó. Cũng đồng thường chắc là thịt không à. Yêu tiền á. Yêu tiền kia, chút kia. Kia. Đó là lũ ăn vậy. Mình nấu thiệt nướng không? Cái gì ra vô hồn gom. Loay hoay gai hết một ngày. Buổi chiều này mấy anh em mà lên lại cây ăn trái nè. Nhưng mà nó bị động hay sao chiều nay không có sốc. Anh Thảo thì anh có công việc á, nên anh về nhà rồi. Chiều nay thì có quân tuổi với thằng em ở xóm. Em gọi sớm lên để tối nay đem lưới theo. Tối nay nếu gọi có trôn thì có đại ca thì mình sẽ giăng lưới mình bắt sống luôn. Lát chiều ngồi thì mấy anh em cũng kiếm được vài con nhỏ nhỏ, kiếm tí mồi tươi. Đó có thịt không? Có hơn không? Nướng luôn vậy hết đường à? Được. Lấy cái bụi lên đấy luôn được không? Không, khó giúp kho em không? Hả? Kho gì á? Kho nè. Còn cái kho này còn nấu dơ còn ngon lắm. Nấu dơ hoang đu đủ kia còn ngon lắm. Nãy lượm được con nữa à, đủ không? Bốn anh bốn con. Sóc lớn nhân nhỏ đây. Con này nước. Còn... cái phần này thì mình chặt nhỏ ra mình kho. Mẹ đỡ cái móc rửa xay ngược lại mỏ ác thì nên ạ. Ôi dù đủ dùng trực lại móc kho à. Gì thì sao đâu.
đồ anh trong Facebook anh nhỏ chia sẻ tới mấy ba tới mấy ba như ông em đồ thấy phái là chia sẻ liền à. Thèm gì coi nãy à, thuốc ớ làm viên thuốc ớ bà qua với ông Facebook ấy mình coi chứ là nó lên cái dao cây nào im im ở đó. Đi dẫn ông lên đây là ý gì à? Đi lên đây à? Đi kiếm anh. Đi kiếm anh là mệt nhưng mà tối lại anh em xâm quầy mỗi người một việc. Làm món này món nọ đến lúc dùng món là uống ly rượu nó đã. Không nấu lên sao lợm. Ôi dù, dài phải có một cửa đây mày. Dài hướng thiệt ạ. Đang gặp bê xuống nước mất anh. Mày dài hướng chứ. Ất xanh. Cái con này hôm nãy bị thương. Ủa mà chắc hết. Nói chung gợp là thua. Chết ồ. Đồ giờ có một đường màu à. Kìa đây con. Úi. Đâu. Đồ này theo sáng. Theo một tháng cho tay luôn. Úi. Úi. Chẳng trăm mùi chân là ngon. Quế hả? Đây kêu quế nhỉ? Ừ. Cả người kêu quế, cả người kêu là ớt xanh. Có gì uống rượu chưa? Có. Luôn. Có luôn. Đó, trời, tôi đốc luôn. Dạ, cho nó giỏng ấy. Nhàn cho nó. Cái cơ ơi. Cái cơ ơi. Dù. Trời. Đây. Sì xì lì, chim tốt rồi hả? Làm mạnh đi. Làm mạnh dạ ngay. Này quên. Đợi đấy rồi. Này bắp. Xuyết nó làm hà nè. Thằng nữa. Được, chị chế thăm. Ai dồ. Anh em ơi, các phước cùng hướng, các nạn cùng chịu. Đây rồi, muốn anh cùng luôn, đua rồi. Giờ ai nấy hướng vâng, nha. Vô. Vào. Vào. Để cho chấm muối nè. Rồi. Vô. Vô. Nhức điểm sạch sẽ luôn ạ. Khắc mà khắc đúng rồi. Ngon mà thơm. Sớm biết. Cho chân chua chua ngon ạ. Thơm. Thật kỳ bơm màu hết. Bơm màu hết. Em bỏ, em nói với anh luôn vậy. Em bỏ. Sáng nay em dập quay đi lại ở đây vậy. Đi lại đây vậy. Quý thước to vậy á. Còn chai nước giữa bọn, chai nước nữa dưới chứ. Cũng dầu đèn hay dai gơ không? Dầu đèn. Đồ con này, cái con này chắc hôn sâu cho cái tha ra, con này hôn trước gì không đây nhìn này. Dùng mà cái này đều dơ bốn chân rỉ không rỉ quá rỉ rỉ mà nó bổ nữa rỉ quá rỉ đi hầm vợ con vợ con gia đình ăn xì ôi chú quá trời đó xem vào thêm mấy ngàn à ớn à cần biết ớn đó cũng thấy như cùn hơn thì hiểu mà giòn dữ giòn luôn vậy nhưng mà giòn luôn người ta phụ nữ chân dài nhưng thấy gì bắp hàng vô thịt thơm thịt thơm thôi ừ. Ăn thịt miếng không mà ngô ra rồi đúng rồi ấy giòn dữ vậy chết luôn nè giòn giòn khí hết da à không có không có chay rau quýt mới chứ đây quýt nè bảo dược liền hàng thơm này ngô làm rau mới ăn luôn cái đuôi đi rồi đó rút làm đang làm nè em giòn dữ ta chấm muối ạ chấm rau chấm rau không mấy cái muối nữa mày giòn thấy luôn mà đùa mà cứ hiền quá vậy do mình nướng hơi quá lửa chứ thực chất nó cái con này vẫn dai nha anh tuổi
Con này dai ra ha. Ừ, ra mình nướng quá lửa cho con này vẫn dai. Gớm gì ha. Ông bạn nêu cam nghĩ ấy. Nó giòn như oxy bị bóp ạ. Hả? Ừ. Ngọt chứ. Ngọt ngọt béo ngon chứ đường nào. Khó rồi, còn đây đưa lại xì ren cho con nữa đâu. Một xíu. Sao? Đã thêm rồi. Ngon. Còn đây giờ nếu con cỡ đem con cũng hết. Ừ. Bốn con cũng hết. Đưa xì ren uống mà. Xung quanh là tôi thui luôn. Tối nay mấy anh em sẽ không ngủ lại cái láng bên suối. Giờ sẽ di chuyển lên gốc cây đa. Nói chung là đi cho hết lòng hết dạ mà. Nếu mà tối nay lên có được đại ca thì vui. Còn nếu không có thì anh em sẽ móc võng ngủ tại gốc cây đa tới sáng luôn. Cho hết ý mà. Giờ bắt đầu di chuyển rồi nha. Giờ là 10 giờ đêm rồi. Nhanh hơn hả? Bình rút cái gì đen dục cho nó kiểu nha. Có sạc pin vậy? Yếu yếu, nãy trưa giờ kịp sạc. Đi rừng, pin quan trọng. Sau một quãng đường di chuyển thì bốn anh em tụi em cũng lên được vị trí đông quân rồi. Màn trời chiếu giống. Giống của mình. Tối nay trăng sáng đẹp luôn. Rừng núi không nói trước được điều gì. Chuẩn bị bao nhiêu thì thất vọng bao nhiêu. Giờ đi xuống trại rồi nha ơi. Thất bại rồi. Đại ca không vào thì cũng bình thường. Nhưng mà sáng nay không có sốc luôn. Ngày hôm qua dữ dằn quá. Sáng nay không có con sốc đâu luôn. Xin chào ngày mới cả nhà. Cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Em xin kết thúc clip này tại đây luôn ạ. Chào cả nhà nha.